Yeah.
Phật nhân duyên đắc nhập mà Như Lai đại thế hại trung thừa Phật lực chúng tội thiếu diệt thiệt căn tăng trường vừa lắm dục mà chúng như đi thời chỉ thân vô mình khổ tâm bất tham luyện y bất điên đạo như nhập thiên định Phật cầm thánh chốn thù chấp kim đài là quân thái kiếm Phật thức văn Phật thưa đốt thái Phật về quán đồ nhúc sanh ba bồ đề Thank you.
đắng tưởng lao đài chúng thứ thừa tiếc đề thiên na bái vì lịch đại chứ cô ba tình chứ hương linh thọ bất hành nghiệp trăm thủy nghề vũ thủy đa nam mô Bồ Tát Phật Đạo Sư.